với 30 giây, công cụ AI này sẽ thay đổi trang phục mẫu ảnh một cách dễ dàng, giúp bạn tạo ra hàng loạt hình chụp quảng cáo thời trang ấn tượng mà không cần tốn hàng chục triệu đồng cho mỗi buổi chụp. Hãy xem hết video này và Toàn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện nhé. Đầu tiên, bạn cần truy cập vào website dressplay.ai. Khi vào trang, bạn chỉ cần bấm sign in để tạo tài khoản mới. Bạn có thể sử dụng Dressplay ở website hoặc Discord. Đối với website, bạn sẽ được cung cấp một số hình mẫu và trang phục có sẵn. Về các loại trang phục, top là áo mặc ở trên, bottom là trang phục mặc ở dưới, như quần và chân váy. Còn one piece là các trang phục liền mảnh, như váy liền hoặc jumpsuit. Bây giờ, giả sử bạn muốn thay đổi áo cho mẫu nam. Bạn chọn người mẫu nam, chọn clothing type là top rồi chọn mẫu áo mà bạn muốn. Cuối cùng là bấm Generate. Tuy nhiên, bạn cần trả phí từ $8 một tuần. Lợi ích của tài khoản trả phí là bạn có thể tải lên trang phục và người mẫu của riêng mình, sử dụng riêng tư và còn có thể tạo video trực tiếp trên Dressplay. Nhưng nếu bạn chưa muốn trả phí, bạn quay lại màn hình chính, chọn vào nút Join the Beta Discord. Lúc này, bạn sẽ được tạo ảnh miễn phí và có thể tải lên tài nguyên của mình, nhưng sẽ phải dùng chung với những người khác nhé. Ở bên trái màn hình, bạn chọn bất kỳ một trong hai phòng này. Nhìn phía dưới màn hình là thanh công cụ. Giả sử bạn muốn ghép áo thun cho người mẫu nam, bạn gõ dấu xuyệt, chọn lệnh Generate Image để ghép trang phục, tải lên ảnh người mẫu và ảnh áo thun, chọn Clothing Type là top, rồi nhấn Enter. Trong khoảng 30 giây, AI sẽ ghép trang phục và người mẫu cho bạn. Rất đơn giản, phải không nào? Bạn làm tương tự với trang phục mặc ở dưới và trang phục liền mảnh nhé. Giả sử bạn muốn tái sử dụng trang phục ở một hình chụp khác thì bạn làm như sau. Ở thanh công cụ, gõ dấu xuyệt và chọn gì chi Glow From Image. Sau đó tải ảnh trang phục lên, chọn Clothing Style, nhấn Enter và AI sẽ tự động tách trang phục ra khỏi người mẫu cho bạn. Sau đó, bạn thực hiện lại quy trình ghép trang phục và mẫu ảnh như đã nói ở trên là xong. Dù AI thực hiện rất nhanh và tiện lợi, tuy nhiên, khi sử dụng AI, đôi khi một số chi tiết trên khuôn mặt hoặc cơ thể có thể bị biến dạng, giảm chất lượng. Một số loại trang phục sẽ bị lỗi chi tiết. Để hạn chế điều này, hãy đảm bảo làm sắc nét hình ảnh người mẫu và trang phục trước khi tải lên. Bạn có thể dùng các công cụ làm sắc nét như Canva Pro, Magnific AI hay Capscale Media. Ngoài ra, việc thay đổi trang phục cũng phụ thuộc nhiều vào kiểu tóc, tư thế và chiều dài trang phục trong ảnh gốc của mẫu. Bạn nên chọn những hình ảnh mà mẫu đứng ở tư thế thể hiện trang phục rõ ràng nhất để đạt kết quả tốt nhất nhé. Dressplay AI là một công cụ AI cực kỳ tiện lợi và phù hợp với các shop nhỏ hoặc những người kinh doanh thời trang trên thương mại điện tử. Hãy thử ngay công cụ này và cho Toàn biết ở phần bình luận nhé. Cảm ơn các anh chị đã luôn ủng hộ những video từ kênh Nguyễn Minh Toàn. Để không bỏ lỡ những kiến thức mới, hãy đăng ký kênh ngay ở giữa màn hình và xem thêm những video bên tay trái hoặc bên tay phải của các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.